Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Sacrifice 3. Ok, mình sẽ sử dụng cây búa để đi quánh mắt đây. Đây mình quánh tới hải số 8, số 7 rồi. Giờ mình sẽ đi quánh vòng vòng xung quanh. Ok, quánh cái này được 100 tiền. Cả nhà xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Ngày nào mình cũng up video mới hết. Ok, mong các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái búa này để đi gọi là dẹp loạn đây. Ok, lao vô ha bạn, lui lui hả. Ok, cứ gì, ấy da, trời ơi bị chém ngay chân rồi, chém ngang quá. Cứ từ từ vào rớt búa, thấy chị rồi giật luôn. Ok, đứng dậy. Đá nè, cái này gọi là đá nè các bạn à. Không quên. Quay. Bậy rồi. Để quánh mình gọi là không thương tiếc luôn. Ok. Quá tuyệt vời. Một khởi đầu khá là đẹp. À, bây giờ chúng ta sẽ đi được 100 tiền, 106 tiền với 2 viên kim cương. Ồ. Ráng quýnh là level để mặc cái áo level 3. Mình có áo level 3 rồi mà giờ chưa đủ level để mà. Ok. Thanh xin yêu. Rồi xung quanh đây còn gì nữa không? Đây. Quýnh này được 10 viên ngọc luôn. 10 viên ngọc. Cô Lý. Tập trung nè. Ok chiến. Quýnh với anh chàng anh chàng này mặc cái bộ đồ đẹp thiệt. Cái này là mình sử dụng kích cái này là cây thương cả nhà. Một phút. Ok anh bạn nó đâm chết một tí. Đó, cái kích này hơi bị đẹp đó. Mình rất là thích xài cái này. Đó, cái này nó chọn rất là ok luôn á cả nhà. Sợ lưng không có giỡn được đâu nha anh bạn. Đá đứt cái này thở không kịp đá luôn á, lên được hết shot quá ok được mới còn trận à, quýnh 2 trận mới được cả nhà ơi. Anh em ta cùng chiến đấu thôi nào. Ok chiến, 2 cái đao nhìn quá đẹp nhưng mà cái kích mình nhìn cũng rất là ok luôn. Mày hả bưởi, tại sao bưởi lại có bộ đồ đẹp quá vậy hả bưởi. Cái tội đường cứ lộn rồi mà té còn chổng cái chân lên trời nữa chứ. Chọn định quay gót, cái chiêu quay gót này cũng rất là đẹp luôn. Tập ở ngoài mình tập rồi. Ok được 10 tiền ở lộn, 165 tiền và 10 viên ngọc. Ok nãy giờ quần qua được 2 hải rồi. Để xem còn cái gì nữa đây. Cái này là cái gì nó tắt rồi. Quánh cái này sẽ được 130 tiền. Ok chơi luôn, sợ gì. Chơi khô máu luôn. Ten ten. Vô coi nào. Wow. Cái này có bộ hấp dẫn. Ây dây. Cái gì nghe tí. Ây da là tí con gái mà. Thời ơi dạ mang nhục bố luôn chứ. Được. Được lắm cô bé. Cô bé mặc cái bộ giáp này là rất là ok luôn. Gọi là uống mà sương gió rồi. Gió lụa bay từ lưu hồng dưa luôn. Mày hả bữa. Mày hả bữa. 3 cái liên tục luôn. Ui dạ thời đá ngay hao bộ. Cái chiêu gì vậy. Có cái chiêu này nữa hả cả nhà. Có cái chiêu này luôn hả. Có cái chiêu này. Có cái chiêu này luôn á. Có cái chiêu này luôn. Quay sao lưng. Mày hả bữa. Mày hả bữa. Đá 2 cái liên tiếp luôn. Mày hả bữa. Mày hả bữa. 1 cái nữa. Quýnh vô đít nữa. Không không. Tưởng đâu là gõ xuống ai về nó gõ tới đó nó đứng rồi. Ok. Và đây là màn số 2 đây mọi người. Rất là gây cấn luôn. Quýnh với con nàng cầm 2 cái búa. Trời ơi. Cái gì vậy. Cái chiêu này có bộ được à.
không có đường tiếp cận anh đâu đó nha bé. Anh là không phải là dạng dễ dãi đâu. Rớt rồi, rớt vũ khí rồi. Cô nàng bị rớt vũ khí rồi. Lại đây chạy hả? Chạy đâu mà chạy? Chạy không có được đâu. Ơi, giữ nè. Ô cô bé. Ây da, thời ơi. Một quy. Không có được lại gần mà. Quá nguy hiểm. Hãy xem đây cô bé. Lên được. Một phát ngay luôn. Một cái búa bự gì nè mà đập vô ngay mặt. Lấy gì chịu nổi. Ok, cái nhà xem video đừng quên cho mình một like ủng hộ nha. Và bây giờ là được 111, ở 141 chứ, 141 tiền. Quá tuyệt vời. Chiến đấu về mới có tinh thần, quánh mà lại ngoại thua là buồn lắm. Ok, này mừng thắng cô gái luôn rồi. Wow, mới thấy 370 tiền và 5 kim cương. Quýnh đường giữa hả? Quýnh cái ải số 8 này. Trước khi quýnh ải số 8 thì phải quýnh ải vòng vòng mới được. Nó có một cái nguyên tắc đó là muốn chiến vô thằng giữa là phải quýnh với thằng xung quanh. Game Shadow Peak này nó là hay. Ok, anh em tập trung nè. Bây giờ quýnh với cô gái. Ok baby. Mới vô mà em cầm cây đao của quan công mà em xả cái này làm sao anh chịu nổi hả bác? Em quánh ở dưới không à? Thì anh cũng quánh nè. Rớt vũ khí rồi nha bác. Rớt rồi. Thể ba cái liên tiếp. Hết đường rồi. Oh yeah. Cô gái là nằm xuống rồi nhưng mà mình những người là cố tình quýnh tiếp. Phía ngoài mà có trọng tài là nó bắt đường lái. Ok, đỡ hai cô bé. Cô bé cầm đại đao của quan công này quýnh mà. Quay, bớt chở cô bé. Cái gì vậy? Trời ơi, không ngờ là cô bé này có cái chiêu là xây vòng vòng luôn. Sau lưng. Đúng rồi, bậy rồi. Không có bậy gì được đâu bé hả? Bé không có được vậy. Ấy. Trời ơi, quánh cái chân luôn. Ok bé. Trời ơi, cái cây của nó dài hơn cái cây của mình cả nhà ơi. Mày hả bưởi. Oh yeah, quá tuyệt vời. Hôm nay gọi là quánh không rớt màn nào luôn. Rất là hấp dẫn. Được có một kim cương 64 tiền. Vũ khí mình được tăng lên nè. Tăng sức lên. Hiểu rồi, khi mà mình quánh vòng vòng là nó sẽ tăng cái sức đỡ của vũ khí với giáp mình lên, tăng sức chiến đấu lên. Và quýnh vào đường giữa mình quýnh mới ăn được, chứ lao vô đâm vô cái đây, đâm vô cái màu xanh lá cây này quýnh là sẽ không qua được. Đây là survival dạng sinh tồn rồi phải. Đây mình quýnh cái này kìa. Rồi nào, khô máu luôn. Cái trận này sẽ được 2 viên ngọc và 100 tiền. Cảnh hơi bị đẹp. Cảnh hơi bị ok cả nhà. Bây giờ thì chúng ta chỉ... Wow, quýnh với anh chàng cầm đao quan công nữa hả? Chơi khô máu luôn. Được. Sao quýnh quá trời mà anh bạn này không mất máu? Kỳ vậy. Mày hả bưởi. Quýnh mà anh bạn này không mất máu là sao vậy? Bậy rồi, đưa chân lên đá mà đá thằng này chết. Chết thằng nhỏ bậy. Ok. Bậy rồi. Cái đau này nó có cái chiêu gọi là kinh khủng á. Mày hả bưởi. Bậy sau lưng sao? Cái gì kỳ vậy, sao máu vẫn còn có một miếng vậy? Hết giờ rồi. Quay. Ôi cái trận này gọi là quýnh là nó không mất máu mà là hết giàu mình còn sống là mình win. Ok, rất tuyệt vời luôn. Được 2 tiền. Cái sức chiến đấu của cái thương mình tăng lên đây nè. Wow, có thêm một món mới, new item. Quá tuyệt. Có hàng mới về rồi cả nhà ơi. Ok, quánh một vòng xong mấy anh kia rồi.
Bây giờ mình được 1.700 luôn nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ chung vô mình quánh cái thằng ở giữa ra xem sao. Quánh ông lại ra là mua đồ, lấy đồ là quánh hắn. Còn quánh lại thì ok, qua cảnh mới. Ten ten. Ồ, đây là một cô gái giá cây kiếm hơi bị khủng luôn. Mới vào là cô ấy đã sắp lá cà tới cả nhà. Một cái ngay đầu gối. Cô bé à. Từ từ bé, không có gì phải vội vàng hết. Ok. Đá nè. Quay sau lưng. Giỡn đi bé. Anh không phải là gì đâu. Anh đã cố gắng tập trung dữ lắm rồi mà. Quay. Chơi cái chiêu gì mà lao tới ôm vậy? Con gái gì mà bạo lực vậy? Con gái gì mà chủ động dữ vậy? Con gái người ta phải từ từ. Ok. Đúng rồi, con gái không có được chủ động gì đâu. Con gái không có được lên đơn cô bé. Quá tuyệt vời. Ok. Cả nhà xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Oh, còn...